xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Và hôm nay buổi chiều ngày 9 tháng 12 năm 2019, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu với quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2011, có cái lớp sơn là màu đen. Và ở bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 0965 951 955. Quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời cũng cập nhật luôn được các cái mẫu xe cũng như là các cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Thì trước mắt quý anh chị các bạn, đây là một chiếc xe Toyota Vios được sản xuất năm 2011, có cái lớp sơn là màu đen. Vâng ạ. Xe thì được trang bị màn hình cam lùi, gương kính điện và xi nhan tích hợp gương. Xe thì có đầy đủ các cái trang thiết bị hiện đại. Form dáng xe thì cực kỳ đẹp. Trang bị động cơ 1.5 lít, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 km cả điều hòa. Vâng, xe thì 5 chỗ ngồi rộng rãi, cốp để đồ thì cũng cực kỳ là rộng rãi, thoải mái, phù hợp cho quý anh chị các bạn mua về phục vụ gia đình cũng như là chạy dịch vụ thì cũng rất là kinh tế. Cái mẫu xe trên thì Đức Trung đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Vâng, bao rút hồ sơ cho quý anh chị các bạn. Địa chỉ xem xe thì ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão, Hải Phòng. Quý anh chị các bạn xem video thì hãy bấm nút share để và nút chia sẻ để cái video của Đức Trung nó có thể tiếp cận được với đông đảo khách hàng. Vâng, Đức Trung rất cảm ơn quý anh chị các bạn trong thời gian qua đã theo sát, đã ủng hộ và đã cổ vũ cho Đức Trung. Vâng, có cái mẫu xe nào thì Đức Trung sẽ cố gắng lên video sớm để quý anh chị các bạn xem và có cái sự lựa chọn cho mình một cái mẫu xe mà nó phù hợp và nó đảm bảo được tất cả các cái yếu tố bền, đẹp và nó phù hợp nhất với cái công việc cũng như là cái khả năng khai thác của gia đình. Vâng, mùa đông đến rồi cũng như là sắp sửa có mưa phùn, giá rét cũng như là năm hết Tết đến, thì nếu như mà gia đình mà có ý định mà sắm cho gia đình mình một cái ô tô thì hãy nhanh tay đến với Đức Trung, số điện thoại 0965 951 955. Quý vị anh chị các bạn có điều kiện thì ta đến trực tiếp chợ ô tô miền Bắc tại địa chỉ km 47 quốc lộ 10 Quang Trung An Lão, Hải Phòng. Vâng, sau đấy Đức Trung sẽ đi sát vào để cho quý vị anh chị các bạn ta xem cái mẫu xe này. Cái lưới tản nhiệt cũng như là cái logo mạ chrome rất là đẹp nhé, sáng bóng và rất là cứng vững. Cụm đèn pha thì còn rất là sáng nhé. Xe thì được trang bị đôi đèn pha rất là sáng kết hợp với lại đèn gầm. Xe thì được mang biển của tỉnh Đắk Nông 48A074-2020. Xe thì biển Đắk Nông. 252 triệu là Đức Trung bao rút hồ sơ cho quý anh chị các bạn. Quý anh chị các bạn cũng yên tâm nhé, không phải tiền no đâu. Lốp đằng trước bên lái là răng đúc phanh đĩa này, xi nhan tích hợp sườn. Đăng kiểm thì dài miên man, còn một năm nữa thì mới phải nói chuyện đăng kiểm, tháng 12 năm 2020, rất là dài luôn. Về toàn bộ các cái phần sườn xe đấy, cũng như là các cái phần ba bô lê là các phần mà nó dễ bị va chạm, dễ bị tiếp xúc với lại các cái vật cản. Xe thì khá là đẹp luôn. Tay cửa, hõm cửa thì cũng được ốp chrome, trang bị vè mưa có viền inox rất là đẹp nhé. Lốp đằng sau bên phụ là răng đúc quanh tặng trống. 252 triệu là có ngay một chiếc Toyota Vios được sản xuất năm 2011. Các cái cụm đèn hậu, cụm đèn pha thì cũng được
ốp các cái viền chrome vừa có cái tính chất bảo vệ mà nó lại làm cho cái xe của ta nó đẹp hơn rất nhiều. Cái xe thì cũng được trang bị màn hình cam lùi, logo vải ớt. Lốp đằng sau bên lái là răng đúc này. Lốp thì bốn lốp thì mới như nhau luôn. Toàn bộ các cái phần sơn xi thân vỏ của xe thì còn khá là đẹp. Chiếc xe này mà rửa sạch đánh bóng lên thì nó còn đẹp nữa. Lốp đằng trước bên lái là răng đúc phanh đĩa nhá. Phanh đĩa thì nó yên tâm, phanh nó an toàn hơn rất nhiều. Thế sau đấy Đức Trung sẽ đi vào cái phần nội thất cho quý vị anh chị các bạn xem. Đấy, xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem này, ghế da còn rất là đẹp. Chân lý nguyên bản này, đấy, táp lô táp ly, vô lăng củ số này, khá là đẹp luôn. Màn hình cam lùi, gương điện, gương điện có cụp xoè, kính điện, táp lô táp ly rất là sạch sẽ, sơn xi màu sắc rất là hài hòa, sang trọng. Đấy. Cột kèo keo chỉ thì zin nguyên, xe không đâm đụng, không ngập nước, cam kết với quý anh chị các bạn. Hàng ghế thứ hai cũng như là các cái táp ly cánh cửa keo chỉ zin nguyên. Một chút về cái đinh bấm nhá. Đấy. Đấy, cánh đằng sau bên phụ, toàn bộ cái hõm cửa này, thì đến các cái vách da, phần sơn, phần nhựa, các cái móc, các cái chốt khóa, các cái keo chỉ cũng như là các cái múi tôn này, cái múi dập thì nó tạo nên cái độ cứng. Những cái múi tôn đấy thì là không thể làm bằng các cái phương pháp gia công được, mà phải nhờ đến các cái máy móc thiết bị tinh xảo đấy thì ta mới làm được. Quý anh chị các bạn mua xe thì ta cũng kiểm tra kỹ cái phần này. Đấy, các cái múi tôn này đấy, nó còn là rất là vuông thành sắc cạnh và nó sắc nét. Thì các cái tay nghề thủ công thì không làm được. Đấy, đinh bấm của kèo cột đây zin nguyên luôn. Một chiếc xe khá là đẹp. Trang bị động cơ 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 cây thôi. Rất là tiết kiệm. Xe, cái dòng xe này thì nó bền bỉ, theo thời gian nó không bị hỏng vặt. Sau đấy Đức Trung sẽ mở cái cốp cũng như là cái khoang động cơ cho quý anh chị các bạn ta cùng xem. Đây là toàn bộ cái phần cốp để chứa đồ. Tha hồ rộng rãi, và cả gia đình đi chơi, đi về quê hay là đi du lịch thì cũng chứa được rất là nhiều đồ luôn. Lốp dự phòng, dụng cụ đồ nghề theo xe rất đầy đủ. Sau đây ta sẽ quan sát cái khoang động cơ của xe. Vâng, đây là toàn bộ cái khoang động cơ của chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2011, nước sơn là màu đen. Vâng ạ. Từ năm 2011 đến nay nhưng mà động cơ thì vẫn còn nguyên bản. Vâng. Zin nguyên. Theo thời gian thì máy móc thiết bị nó cũng bị bám bụi bẩn. Nhưng mà các cái đường gân đường gờ của lắp capo này thì vẫn còn vuông thành sắc cạnh và còn rất là đẹp nhá. Máy móc thì khô ráo cực kỳ luôn. Cái dòng xe này thì nó rất là tiết kiệm, không bị hỏng vặt. Quý anh chị các bạn là cứ đúng cái chu kỳ 5.000 cây thì ta thay dầu động cơ,
10.000 cây thì ta thay dòng động cơ và ta thay lọc, rồi là ta chú ý sử dụng cái nước làm mát đúng của hãng Toyota thì nó sẽ rất là bền bỉ. Hai cái yếu tố đấy nó quyết định tới cái tuổi thọ của xe. Xe thì đã nổ máy rồi. Tất cả các cái chức năng của xe đây, thứ nhất là gạt mưa, thứ hai là đèn pha này. Đấy, cốt pha cốt ok. Đây đây, điều hòa AC, nút báo khẩn cấp, kính, xem một cái phần gương, đường điện cũng rất là ok, cục xoay. Rất là tốt. Tất cả các cái chức năng trên xe thì hoạt động bình thường. Ta nhả phanh tay ra này, kiểm tra cái cam nùi, cam nùi sắc nét. Vâng, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã gửi tới quý anh chị cùng các bạn chiếc xe, hình ảnh của chiếc xe Vios được sản xuất năm 2011, nước sơn là màu đen. Vâng, chiếc xe này thì Đức Trung đang chào bán với giá là 252 triệu đồng. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các cái video lần sau.